Rồi, chào quý anh chị và các bạn trở lại với chuyên hồng xe hơi. Trong tháng 5 này thì bên em có cập nhật nhanh qua giá bán chương trình khuyến mại của các phiên bản dòng xe Honda City tại thị trường Bắc Ninh nhé. Hiện nay thì Honda City cũng đã thêm một phiên bản giá rẻ mới, City E 499 triệu đồng đúng không ạ? Rồi mình cứ đi lần lượt từng phiên bản từ cao đến thấp nhé. City RS 599 triệu đồng. Hiện nay thì trong tháng này thì bên em cũng chưa có chương trình khuyến mại về giảm giá tiền mặt cho cả 4 phiên bản. Đa phần những phiên bản xe đều được tặng từ khoảng 30 đến 35 triệu đồng phụ kiện theo xe, và cái này có thể tùy chọn theo tư vấn của phía bọn em nhé. Quý anh chị khi lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh với mẫu Honda City, chúng ta sẽ dao động vào 662 đến 665 triệu đồng, trả góp tối thiểu là 183 triệu đồng nhé. Màu đỏ các bác đắt cho em hơn 5 triệu là 604 đúng không ạ? Hiện nay thì xe ra tháng 5 bên em khả năng cũng đang hết rồi và đang nợ khoảng 5-6 xe, nhiều khách hàng đặt quá. Xe chờ tháng 6 thì các bác alo giúp em để có lịch xe sớm nhất nhé. Đấy, duy nhất City RS thôi, phiên bản L 559 triệu đồng, ghế nỉ đúng không ạ? Hiện nay thì chương trình khuyến mại dao động khoảng 35 triệu đồng phụ kiện tự chọn, thì bọn em sẽ sẵn xe hơn so với phiên bản cao cấp nhất RS. LGE thì thật sự là cũng đặt xe và lượng xe cũng nhiều hơn so với phiên bản RS. Quý anh chị không quá yêu thích phiên bản RS thì có thể đặt đặt phiên bản L, nó độ thêm ghế da trong gói khuyến mại, hoàn toàn có thể chấp nhận được đúng không ạ? Khi chúng ta lăn bánh mẫu xe City L này thì mức giá dao động ở Bắc Ninh sẽ là 618 triệu đồng nhé. Trả góp tối thiểu dao động vào khoảng 171 triệu đồng. Phiên bản G 529 triệu đồng thì hiện nay bên em bán cũng chiết khấu vào 30 đến 35 triệu đồng phụ kiện tùy chọn theo xe, và mức giá lăn bánh dự kiến sẽ là 585 triệu đồng. Chương trình trả góp tối thiểu là 162 triệu đồng thì quý anh chị trả góp mua xe. Đặc biệt là phiên bản thấp giá rẻ thì chúng ta lăn bánh dự kiến chỉ dao động vào khoảng 550 triệu đồng thôi, tức là ngang ngửa với Hyundai Accent đúng không ạ? Chi tiết về mẫu xe này thì em sẽ làm một cái video review riêng và đánh giá cụ thể sau nhé. Ưu điểm của mẫu xe này chắc chắn rồi, giá rẻ và chúng ta trả góp tối thiểu chỉ dao động vào khoảng 150 triệu đồng thôi, khá là ok. Lịch xe quan trọng nhất là lịch xe giao từ tay của anh chị khách hàng, thì quý khách hàng ở Bắc Ninh, Hải Dương có nhu cầu mua xe vui lòng liên hệ trực tiếp với em. Màu xe cũng như là thời gian mình dự kiến lịch để bên em có kế hoạch sắp xếp và tư vấn lựa chọn phụ kiện một cách hợp lý nhất nhé. Cập nhật nhanh giá bán cho những khuyến mại trong tháng 5 này thôi, không quá khác biệt nhiều so với tháng 4. Hy vọng quý anh chị có nhu cầu thì cứ bốc máy alo giúp em để được báo giá và cũng như là tư vấn tốt nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.